Huấn luyện viên Mai Đức Chung mới đây đã gọi trở lại anh Đức, tiền đạo kỳ hiệu đang thi đấu cho Bình Dương. Anh Đức đá chính ngày hôm nay và đó là điều rất xứng đáng. Ở V-League 27, anh Đức đang có hiệu suất ghi bàn tốt. Anh Đức đương nhiên sẽ là người đá cao nhất trên hàng công. Trong cầu môn của đội Việt Nam ngày nay là thủ môn Tuấn Mạnh, thủ môn trưởng thành từ Gia Lai nhưng hiện nay thi đấu cho Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam. Trong trận lượt đi tại Phnom Penh thì ông Mai Đức Chung cũng là người dẫn dắt đội Việt Nam và đội Việt Nam đã giành được 3 điểm. 3 điểm ở lượt đi là điều quan trọng nhất. Đó là lúc mà cầu thủ Việt Nam tinh thần nhìn chung là không tốt sau thất bại tại SEA Games 29. Người ngồi bên phải là huấn luyện viên người Brazil, ông Leonardo Vitorino. Hiệp một trận đấu giữa đội Việt Nam và Campuchia đã bắt đầu bị cho trận đấu ngày hôm nay. Rất tốt, Công Phương, Văn Quyết, Đinh Thanh Trung, pha dứt điểm bằng chân trái, tỷ số được mở cho cầu thủ Việt Nam. Cú đá chân trái rất quen thuộc của Đinh Thanh Trung. Như chúng tôi đã phân tích thì trong điều kiện thời tiết như thế này, những cú sút xa và những tình huống cố định luôn mang lại những điều bất ngờ. Có thể nói ở V-League vào lúc này Đinh Thanh Trung là cầu thủ có chân trái tốt nhất. Đinh Thanh Trung, cầu thủ số 18, Đinh Thanh Trung ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Đinh Thanh Trung trở thành cầu thủ thứ tư của đội Việt Nam ghi bàn tại vòng loại Asian Cup 2019. Pha dứt điểm mạnh, bóng đã đập một cầu thủ Campuchia. Tình huống đổi hướng diễn ra nhanh. Bóng ướt, sân trơn. Rõ ràng là rất khó đối với thủ môn của đội Campuchia, Suyati. Công Phượng. Dứt điểm. Cú đá chân phải của Đinh Thanh Trung. Trên hàng công đội Việt Nam các cầu thủ đều đã chơi cơ động. Đường chuyền rất chính xác. Đường chuyền của anh Đức. Chúng ta cùng xem lần nữa bàn thắng mở tỷ số của Đinh Thanh Trung. Một cú ra chân trái thuần thục, rất nhanh, quen thuộc của Thanh Trung. Naka. Đường chuyền phản công. Công Phương đối mặt. Bóng đập cột dọc rất đáng tiếc. Suýt nữa tỷ số trận đấu được đưa lên 2-0. Công Phượng đang thi đấu vị trí tên nào lùi phía sau anh Đức. Đường chuyền rất tốt từ biên giới. Đó là pha bóng phần nào làm chúng ta nhớ lại bàn thắng của Phạm Văn Quyến vào lưới Hàn Quốc tại vòng loại giải bóng đá châu Á. Về cơ bản thì cầu thủ Việt Nam đang chơi có thể nói là hợp lý. Cố gắng cầm bóng chắc ở sân nhà. Ở sân khách thì tung ra những pha bóng chớp nhoáng. Không vào. Thêm một pha dứt điểm nguy hiểm về cầu môn của Suyati. Lại là một cú đá của Công Phượng. Pha dứt điểm bị với của Công Phượng. Pha băng ra kịp thời của Tuấn Mạnh. Một tình huống nguy hiểm. Có thể nói những bóng nguy hiểm của Campuchia vẫn xoay quanh bộ ba Laburavi, Keo Sopfeng và Cham Phanaraka. Và như vậy là trọng tài người Thái Lan Sivakorn Purom đã nổi còi khép lại một trận đấu giữa đội Việt Nam và Campuchia thường xuyên có mưa.
Chúng ta vừa xem lại pha di chuyển cắt mặt sau đó đánh đầu của đội trưởng Laboravi. Công Phượng vẫn không vào. Công Phượng và anh Đức đều đang rất nóng lòng ghi bàn. Từ giữa hiệp 1 nên là mặt cỏ khá dễ chịu với những pha xử lý kỹ thuật. Đinh Thành Trung đánh đầu, tỷ số đã là 2-0. Bàn thắng rất xứng đáng của cầu thủ Việt Nam. Pha ghi bàn của Văn Quyết. Văn Quyết trở thành cầu thủ đầu tiên của đội Việt Nam ghi được 2 bàn thắng tại vòng loại Asian Cup 2019. Trên ảnh vừa rồi là vợ của Văn Quyết. Vợ của Văn Quyết là con gái của ông Nguyễn Giang Đông, hiện nay là chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn. Văn Quyết đã chơi xuất sắc. Ở hiệp 1 mặc dù không ghi bàn nhưng Văn Quyết chính là nhạc trưởng của đội Việt Nam với khả năng điều tiết trận đấu tốt. Một pha phối hợp giữa hai cầu thủ đã chơi xuất sắc đến lúc này là Đinh Thanh Trung và Văn Quyết. Thêm một lần Thanh Trung lại phát huy được pha xử lý chân trái rất hay của mình. Ra không thực sự an toàn. Đường chuyền rất hay của Xuân Trường. Thanh Trung vẫn nguy hiểm nhất khi hoạt động ở bên cánh phải và có những pha đi bóng vào trong. Đinh Thanh Trung đá phạt dứt điểm rất hay. Đường bóng đã loại hoàn toàn hàng phòng ngự của Campuchia. Cầu thủ Việt Nam hoàn toàn áp đảo ở đầu hiệp 2 này và bây giờ đã dẫn 3-0. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đang tỏ ra rất mát tay. Sự bất lực của thủ môn Suyati. Cuối cùng anh Đức cũng đã ghi bàn. Thêm một lần Thanh Trung phát huy được sự hóc hiểm với cái chân trái rất tốt của mình. Các cầu thủ Campuchia đã không có phương án đề phòng đường bóng này. Ở hiệp 1 của trận đấu Thanh Trung đã chơi tự do. Tuy nhiên trong hiệp 2 anh chơi thiên về cánh phải và phát huy được những cú ra chân trái rất hay. Một trận đấu đáng nhớ của anh Đức. Anh đã trở lại đội tuyển và đã ghi bàn vào năm 2007. Và U23 Việt Nam đã có những trận đấu nức lòng khán giả ở sân Mỹ Đình. Một pha cản phá kịp thời. Chúng ta cùng xem một lần nữa bàn thắng của anh Đức. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 2, anh Đức đã có mặt đúng vị trí khi mà đường bóng đã khiến cho hàng thủ Campuchia ngỡ ngàng. Chan Vatanaka không chính xác. Chan Vatanaka trước đây từng sang Nhật Bản thi đấu cho câu lạc bộ Fujiwara. Văn Quyết, Công Phương vẫn chưa thể ghi bàn.
Lần này Công Phượng đã không thắng được thủ môn Suyati. Văn Quyết đã có pha chuyển bóng rất đúng tầm cho Công Phượng. Thêm một cơ hội. Đinh Thành Trung. Cú đá từ xa của Vũ Văn Thanh. Công Phượng băng vào, không được. Bây giờ đã là thời điểm phút thứ 73 và Văn Quyết đã không còn đủ sức để đeo bám tình huống vừa rồi. Nếu mà là đầu trận thì có thể Văn Quyết vẫn sẽ substitution for Việt Nam, player number 11 Nguyễn Anh Đức replaced by player number 12 Mạc Hồng Quân. Đội tuyển Việt Nam Mạc Hồng Quân vào sân thay Anh Đức. Cầu thủ số 11 Nguyễn. Chúng ta cùng xem lần nữa bàn thắng của Anh Đức. Bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 3-0. Công Phượng một cơ hội. Cuối cùng thì Công Phượng cũng đã ghi bàn. Tỷ số trận đấu được nâng lên 4-0. Đến lúc này có thể nói đây là một trận đấu hoàn hảo của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Hiệp 2 này đội Việt Nam hoàn toàn làm chủ trận đấu với lối chơi có thể nói là hợp lý. Cầu thủ đã phát huy được khả năng kỹ thuật và đẳng cấp vượt trội so với Campuchia. Những pha xử lý rất cơ bản của Công Phượng. Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên ở vòng loại Asian Cup 2019. Công Phượng là người đã phối hợp với Văn Quyết. Văn Quyết đã có một pha chuyền bóng rất đúng nhịp. Văn Quyết và Đinh Thanh Trung là những cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp của mình. Họ đã chơi rất xuất sắc trong trận đấu ngày hôm nay. Số 14 Bratislava. Không vào. Lại là một pha xử lý của Công Phượng. Ladies and gentlemen, the attendance in the stadium today is about 11,000. Bóng đá khẽ chạm một cầu thủ và đổi hướng. Thanh Trung. Sau trận đấu này Việt Nam bằng điểm với Jordan. Tuy nhiên Jordan đang vượt trội về hiệu số bàn thắng thua. Jordan đã ghi đến 14 bàn để lọt lưới 4 lần. Hiệp
Hiệu số là dương 10. Đứng trước bóng là Chanthan Chiri, cầu thủ đang chơi bóng ở Thái Lan cho Angkrabi. Bóng đã có dọc. Cú đá chân trái rất hiểm hóc của Chanthan Chiri. Không được. Chúng ta cùng xem lần nữa cú đá chân trái quá hay của Chanthan Chiri. Trận đấu cuối cùng ở vòng loại của đội Việt Nam diễn ra vào ngày 27 tháng 3 năm sau trên sân của Jordan. Có thể đó sẽ là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng. Bóng đập hàng rào. Pha phản công. Đoàn Văn Hậu đánh đầu, tỷ số trận đấu đã là 5-0. Chiến thắng giòn giá của thầy trò huấn luyện Mai Đức Chung. Thủ môn Suyati đã làm tất cả gì có thể nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng 5 lần. Đội Việt Nam đang có số bàn thắng thua là dương 6. Vẫn kém Jordan 4 bàn. Mạc Hồng Quân đã đáp lại sự kỳ vọng của huấn luyện viên và ghi bàn. Mạc Hồng Quân đã phát huy được khả năng cản lướt và thể hình của mình. Ông Mai Đức Chung là người đã rất vui khi mà Hồng Quân ghi bàn. Không vào! Pha dứt điểm của Keo Sóc Phang. Cầu thủ đã chuyển bóng vào từ cánh phải là Brakthiva. Cầu thủ vào sân hai người. Như vậy là trong ngày người Thái Lan Sivakorn Kudom đã nổi tiếng qua bán cuộc. Đội Việt Nam đã có chiến thắng giòn giá 5-0 trên sân Mỹ Đình. Các bàn thắng được ghi do công của Văn Quyết, Anh Đức, Công Phượng, Thanh Trung và Mà Hồng Quân. Đội Việt Nam vững chắc ở vị trí 2 tại bảng C. Và hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí đầu bảng với Jordan. Đội cũng bằng điểm nhưng hơn Việt Nam với hiệu số bàn thắng bàn thua.